cảnh sát giao thông dừng ra ăn cướp nữa hả? Ăn cướp xe máy của bà mày chưa xong à? Ăn cướp cả điện thoại, cả băng vệ sinh của bà mày chưa xong à? Dừng cái gì hả? Mẹ cho mày chứ, có mẹ suốt ngày đi ăn cướp. Tổ số bố mày, cảnh sát giao thông thanh niên trai tráng này mà chưa đi ăn cướp à? Dừng dập cái gì hả? Hôm nay bà mày đã đến tháng lâu mà dừng hả? Bố mày chứ, suốt ngày đi dừng ăn cướp. Mẹ cho mày đói đến thế à? Công an cho mày đói đến mức độ đấy à? Kia là thằng Phương. Đây, đây chính là xe ô tô màu xanh này của thằng Phương, Vũ Hồng Phương, phó an ninh thành phố Phủ Lý cùng với cả côn đồ ở đây. Biết là đến để định làm gì đây? Đây, xe biển số là 90T6632. Đây, nó với cả thằng Tùng, an ninh thành phố Phủ Lý, mặc thường phục, làm côn đồ. Chuyên chúng nó là những cái kẻ mà đã ăn cướp điện thoại, xe máy và băng vệ sinh của tôi. Đây, cảnh sát giao thông đây. Đây chính là cái xe ô tô của Vũ Hồng Phương, phó an ninh thành phố Phủ Lý. Đây. Kia, Vũ Hồng Phương kia. Nó dình đây đây, ăn cướp lại, chuẩn bị ăn cướp băng vệ sinh cái tháng, bây giờ đã đến tháng đâu. Kia, Vũ Hồng Phương, phó an ninh thành phố Phủ Lý kia. Mà làm côn đồ, mà chính hắn là cái kẻ mà đã chỉ đạo cho côn đồ đánh vào bụng tôi khi tôi đang mang thai. Hoành hoành tráng tráng thì quay mặc sắc phục đi Vũ Hồng Phương ạ. Hoành hoành tráng tráng mặc sắc phục đi. Đường đường chính chính là phó an ninh thành phố Phủ Lý mà phải hèn phải nhục thế kia à? Hả? Chả băng vệ sinh đã cướp của tao đi Vũ Hồng Phương ạ. Đấy Vũ Hồng Phương, đấy chui vào đấy à, mới cả thằng Tùng nữa kìa, là kẻ đang thu giữ đè ngửa tôi ra để cướp cả băng vệ sinh kìa. Mà hôm nay không biết là ngày gì mà chúng nó lại như kiểu là ngành công an, đảng cộng sản đang đói ăn hay sao ấy, mà đi rình đi dập. Hôm nay tôi đã đến tháng đâu để mà đòi cướp băng vệ sinh nữa à? Công an đói ăn đến mức độ vậy à? Đã cứ tưởng là công an thì có thể trai tráng sức dài vai rộng để đi ăn cướp của phụ nữ và trẻ con được à? Đấy, chúng mày có giỏi thì đi làm những cái việc mà bây giờ đấy Formosa nó xả thải đấy, chúng mày làm cái gì được? Trung Quốc nó xâm chiếm biển đảo thì mồm câm như mồm hến ý, trong khi suốt ngày đi rình rập bắt cóc đánh đập phụ nữ và trẻ con, đè cả phụ nữ ra để ăn cướp băng vệ sinh. Công an mà như thế à? Thanh niên cộng sản mà như thế à? Đây, xe ô tô màu xanh bạc kia là của thằng Vũ Hồng Phương, phó an ninh thành phố Phủ Lý. Hạnh sang nhà bà